Mùa xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Camry, một chiếc xe trong phân khúc hạng D được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm Với cái mẫu xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn là sản xuất năm 2021 năm bánh quãng đường là hơn 32.000 km rồi ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da màu đen Với cái mẫu này nó được thay đổi về kiểu dáng bên ngoài từ những phần mặt ca lăng, đèn chiếu sáng hay là đến nội thất bên trong với đầu xe thì ta có thể thấy qua những chi tiết giải LED định vị này, đèn chiếu sáng, tính năng an toàn, cảm biến rồi là mâm nốp của chiếc xe thì được trang bị à bộ vành hợp kim đa lan với những à, phần nốp láp của chiếc xe nó vẫn còn rất là dày dặn. Dọc thân xe thì với những đường gân góc cạnh hay là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Có hệ thống à, an toàn như là cảnh báo vượt trên gương, cam 360. Đấy, rất nhiều các tính năng được tích hợp ở trên uh, phần uh, chiếc xe này. ở phần đuôi xe thì nó sẽ có những cái tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam đùi, đèn cảnh báo. Đấy, những đường nét là về mép nối, mép cản của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đồng đều. thì lệ sơn zin của chiếc xe nó còn rất là nhiều. tuy vậy thì cũng không thể tránh được những cái vết sức nhỏ. và cái cốp chứa đồ của chiếc xe nó như nào thì nó cũng sẽ mở lên cho anh chị và các bạn cùng tham quan qua với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe nó cũng rất là rộng rãi nốt sơ cua đồ nghề làm ngay bên dưới cái tấm nốt này anh chị nhé Phần bậc cốp thì không hề có hiện tượng bị xước à, sắt à, do chở đồ lặng gây xước à, lốp sơ cua đồ nghề của chiếc xe thì nó vẫn còn mới nguyên anh chị này thùng cốp thì không hề có hiện tượng bị đâm va dẫn đến cái hò hàn lại và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn khi mua xe cũ đã qua sử dụng thì mình có thể mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mình check lại để đảm bảo an tâm là tránh được những cái xe nó bị rủi ro cũng như anh chị và các bạn có thể biết được tình trạng thực tế của chiếc xe và cần chăm chút cho chiếc xe những cái gì để mình sau mình mua về mình có thể là sử dụng nó sẽ chăm chút nó sẽ tốt hơn đấy đây là những cái đường led ở phần đuôi xe khi góc nhìn ở phía sau kiểu dáng của chiếc xe thì nó cũng rất là thời trang đã trẻ hóa hơn rất là nhiều so với những cái mẫu cũ với những cái mẫu cũ thì nó sẽ à, dành cho những người đứng tuổi như chiếc xe này thì giới trẻ cũng có thể dễ tiếp cận và những cái phần thông số về mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì anh chị có thể thấy qua thì máy 2.5 nó chỉ hết khoảng 11,29 lít thôi còn đường kết hợp thì nó khoảng 7,56 ngoài đô thị của chiếc xe nó chỉ hết hơn 5 lít một chút 5,4 các đường nét về keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua trong clip em cập nhật cho anh chị và các bạn rất là rõ ràng. Tapli với những phần bọc da rồi những phần ốp nhựa bóng hay là những cái phần rèm che chắn nắng được trang bị đầy đủ. trong đây là những phần con ốc bản lề và những phần cột kèo của chiếc xe để các bác có thể là kiểm chứng được là xem nó có bị đâm va gò hàn lại về phần cột hay không. đây là những phần ghế ngồi ở phía sau với phiên bản 2 đong quy thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời đó là cái phần bệ tì tay. Một cái phần bệ tì tay dành cho các ông chủ. Đấy, có tích hợp chỗ để ly cốc này, có ghế điện này, có điều chỉnh nhiệt độ điều hòa này, rồi là rèm điện phía sau, Đấy, tăng chỉnh âm lượng, lách chuyển bài, rồi là cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời. Cái ngồi bên phụ của chiếc xe thì được trang bị chỉnh điện Anh chị và các bạn ngồi đằng sau hoặc đằng trước mình có thể điều chỉnh được đầy đủ Và đây là những cái phần phím bấm chức năng ở phần cánh lái Nó sẽ có tích hợp đầy đủ những cái phím nó bố cục nó rất là gọn gàng Như cái phím lên xuống kính, này, chỉnh gương, này nhớ kế nó đều là trong một cái cụ Để anh chị và các bạn dễ dàng điều khiển Trong quá trình mình di chuyển mình cần điều khiển thì nó rất là dễ dàng và với cái phần ghế ngồi của chiếc xe này thì nó được trang bị chỉnh điện và có nhiều ghế hai vị trí riêng với bên lái. Tem mác của chiếc xe thì nó cũng luôn rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Đây là số tem mác này, rồi là những cái phần con ốc bản lề phía sau này. Cột keo anh chị có thể nhìn qua, các chi tiết nó vẫn giữ được độ nguyên bản nhé. Xe thì em cũng chưa dọn dẹp gì đâu ạ. Hiện trạng của chiếc xe là vẫn là mộc mạc cho anh chị và các bạn có thể thấy. Còn khi mà anh chị và các bạn xem qua mà mình cảm thấy ưng thì mình có thể là mang đi check kiểm tra. Vô lăng có chức năng chỉnh điện đầy đủ này. Có giới hạn tốc độ. Đây là phía sau nó có cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Màn hình zin theo xe có bản đồ cũng như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Có ba chế độ lái cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn phanh tay điện tử Auto Hold. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi vào cái khoang máy của chiếc xe để các bác có cái nhìn tổng quát hơn. Khi anh chị và các bạn xem qua mà mình cần em hỗ trợ uh, giải đáp thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Những cái chi tiết về phần máy móc của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể cùng cảm nhận. Những con ốc bắt bèo rồi là những phần thanh răng mô nối của chiếc xe tất cả vẫn còn giữ được độ nguyên bản và chiếc xe Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2021. Nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan Hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn Với cái mức giá là 1 tỷ 047 triệu Giá lại em vẫn còn giảm và thương lượng Có hỗ trợ sang tên di chuyển Giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu Xe thì vẫn có thể trả góp lên tới 70% giá trị xe Thời gian vay, lãi suất cụ thể chi tiết Hãy trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo